những cô gái này đang lái xe trên đường về nhà của họ. Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao về phía họ, và người đàn ông đeo kính râm này tên là Away, đó là một tên sát nhân siêu biến thái. Đồng thời, hắn cũng là một tay chơi xe đóng thế chuyên nghiệp. Sở thích duy nhất của hắn ta là đi săn lùng phụ những nữ xinh đẹp lái xe trên đường. Khi tiếp cận với những phụ nữ xinh đẹp này, hắn ta chờ thời cơ hành động. Tất cả những chiếc xe thể thao đặc biệt đã được biến hình tinh vi, vì vậy hắn ta có thể chuyển cuộc săn mọi lúc, tạo hiện trường giả thành công cho một vụ tai nạn ô tô. Hắn ta đã sống sót nhờ được bảo vệ bởi một chiếc xe được va đập. Vào mỗi đêm, Away lại săn lùng thành công một nhóm mỹ nhân, và hắn ta cũng xóa mọi dấu vết trên chiếc xe của mình. Thế là đã trốn thoát thành công. Bây giờ hắn ta nằm viện vì một chấn thương nhẹ. Kết quả điều tra của cảnh sát cũng cho thấy nhóm người đẹp chết trong một vụ tai nạn xe hơi, đã uống nhiều rượu bia, đó là nhận định của cảnh sát. Vì thế đó chính là Away. Sau một vài ngày điều trị, vết thương của hắn ta không nghiêm trọng. Sau khi ra viện, anh ta lại ra đầu thú tìm mồi. Và tại thời điểm này, tình cờ có một vài phụ nữ xinh đẹp đang lái xe dừng lại bên cạnh anh ấy. Một cặp đôi đang hú hí trên xe phía trước trở thành mục tiêu săn đuổi tiếp theo của Away. Sau một lúc quan sát, Away nhanh chóng chốt hạ mục tiêu. Bây giờ chỉ chờ đợi để tìm ra cơ hội thích hợp. Thật là trùng hợp, những cô gái này cũng vậy. Họ là những vận động viên được đào tạo đặc biệt, kỹ năng lái xe không hề thua kém Away. Hôm nay họ đến một nhà hàng để ăn tối. Đông Mai tình cờ được lên báo, họ thấy một chiếc xe thể thao đã qua sử dụng để bán. Một vài người trong số họ thảo luận, sau một hồi đắn đo quyết định mua chiếc xe thể thao này. Sau khi ăn xong, một vài người đến chỗ bán hàng, muốn tự mình kiểm tra khả năng vận hành của chiếc xe thể thao này. Đông Mai cũng nhân cơ hội này, thể hiện những động tác khó của cô. Một số sẽ là cô gái trẻ, lên chiếc xe muốn thể hiện chính mình, còn lại một cô ngồi lẳng lơ bơ phờ. Lúc này họ đã đến một con đường vắng. Đông Mai và cô gái tóc xoăn xuống xe và cởi thắt lưng, buộc chúng vào cửa sổ ô tô. Sau đó khởi động xe, bắt đầu màn trình diễn đánh võng của họ. Và họ không biết Away đã đợi ở đây lúc nào chẳng hay, khiến thần không biết quỷ cũng bó tay .com. Và lần này, cô gái tóc xoăn đang lái ô tô trên đường, Đông Mai đột ngột thoát ra khỏi cánh cửa phụ, leo lên móc xe một cách dễ dàng. Sau đó dùng hai tay nắm lấy cả hai dây đai, từ từ di chuyển đến nắp trước của chiếc xe thể thao. Chờ cho đến khi cô ấy ở một tư thế tốt, cô gái tóc xoăn cũng tăng ga và phóng nhanh. Đông Mai cũng được thúc đẩy bởi luồng không khí khổng lồ, cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo trong không khí. Chán thay, cô gái tóc xoăn có kỹ năng lái xe siêu việt. Sau khi bình tĩnh lại, cô tăng ga cũng không thấy đâu. Hai người bạn rất buồn khi họ nghĩ rằng Đông Mai đã về với ông bà ông vãi. Đột nhiên Đông Mai trồi lên từ bãi cỏ phía trước, hóa ra cú phanh gấp chỉ khiến nó bạo. Họ tính quay xe đuổi theo hắn ta trả đũa. Ok, đó là ý kiến mà tôi thích. Một khi phụ nữ trả thù, đó thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau khi lấy thanh sắt, cô treo nửa người trên cửa xe, sau đó điều khiển xe ô tô đuổi theo hướng hắn ta tẩu thoát. Lúc này, hắn ta đau đớn không chịu nổi, đỗ xe bên lề đường sơ cứu vết thương ở cánh tay. Hắn ta đổ rượu trực tiếp lên vết thương, cơn đau dữ dội khiến hắn ta hét lên và co giật. Lúc này, hắn không biết rằng hôm nay có lẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời hắn. Chẳng mấy chốc, cô gái tóc xoăn đã lái xe lên, hắn ta vội vã lái xe đi. Cô gái tóc xoăn ngay lập tức lái xe đuổi theo. Lần này họ từ con mồi trở thành thợ săn, họ cũng sẽ trả lại các động thái tương tự cho hắn ta. Hắn ta tăng ga nhằm tẩu thoát khỏi ba nàng ngữ lâm, nhưng hắn ta nào biết, kỹ năng lái xe của cô gái tóc xoăn đã đạt cảnh giới thượng thừa, có lẽ hôm nay là ngày giỗ của hắn. Khi đuổi kịp hắn ta, lần này đến lượt ông ba cô tha cho tôi lần này nhé. Loại mày là đầu đất không thể tha đi, nhìn xung quanh, hắn nghĩ rằng đã thoát khỏi ba cô gái. Sự lo lắng và sợ hãi của hắn đã được giải, như hắn ta đã mất cảnh giác, ha ha thoát rồi. Các bạn đã quan tâm theo dõi, bye bye.